Chúng ta sẽ bắt đầu phần thực tập thiền buông thư với 3 tiếng chuông. Xin mời mọi người mình quay trở về với hơi thở tự nhiên của mình. Mình ý thức là mình đang thở. Còn thở nghĩa là mình còn sống. Hiện giờ mình đã đang nằm thoải mái trên cái lưng của mình chưa? Mình nằm thế nào để hai tay của mình xuôi dọc theo cơ thể? Hai chân của mình duỗi thẳng và có thể mình có không gian để mà mình dang tay, dang chân ra một chút xíu. Mình cảm nhận cái vai của mình nó đã đang ở trong cái vị trí thoải mái hay chưa? Mình cảm nhận cái đầu, cái cổ, cái lưng của mình. Cảm nhận phần thân dưới của mình. Xem là mình đã đang ở trong một cái vị trí mà dễ dàng nhất cho việc thả lỏng hay chưa? Mình từ từ khép hai mắt của mình lại. Thở vào. Mình ý thức đây là hơi thở vào của mình. Thở ra. Mình ý thức đây là hơi thở ra của mình. Khi thở vào thì cái bụng của mình dường như nó có hơi phồng lên một chút. Khi thở ra thì bụng của mình xẹp xuống nhẹ nhẹ. Miệng mỉm một nụ cười để cho cơ thể của mình được thư giãn. Mình đưa ý thức cảm nhận vùng trán. Trán của mình có đang nhíu lại hay không? Mình thở ra, mình buông thư vùng trán. Mình buông lỏng cái đôi lông mày của mình. Những âu lo, những suy nghĩ đang có trong đầu mình, đang chạy trong đầu mình, thì mình hãy để nó được đi xuống dưới lòng đất, để cho đất mẹ nâng niu, đất mẹ chuyển hóa giúp cho mình. Mình suy nghĩ nhiều rồi. Và suy nghĩ nhiều thì làm mình tiêu hao nhiều năng lượng lắm.
Nên là bây giờ mình tạm thời mình dừng lại những suy nghĩ, mình đưa tâm quay về với hơi thở tự nhiên của mình và ý thức rằng bây giờ là lúc mà mình được nghỉ ngơi, là lúc mà mình quay về mình chăm sóc tự thân mình. Dù ngoài kia có giông bão đến đâu, nhưng chỉ cần quay về cảm nhận hơi thở của mình là mình biết mình vẫn đang ổn mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình đưa ý thức cảm nhận đôi mắt của mình đang cảm thấy thế nào nơi đôi mắt của mình. Nhờ đôi mắt mà mình chỉ cần mở ra, mình đã có thể nhìn thấy được những cảnh vật xung quanh. Khi mà mình ngửa lên trời là mình thấy được bầu trời trong xanh với những đám mây trắng đang bay một cách vô tư. Mình có thể nhìn thấy cây cỏ hoa lá. Mình có thể nhìn thấy bình minh. Mình nhìn thấy được gương mặt của những người thương của mình. Nên đôi mắt này là hai viên ngọc quý mà không gì có thể đánh đổi được. Thở vào, mình ý thức là mình đang còn một đôi mắt sáng. Thở ra, mình mỉm cười, mình gửi tới đôi mắt tình yêu thương và sự biết ơn của mình. Mình đưa ý thức cảm nhận chiếc miệng của mình. Chiếc miệng xinh xắn mà ba mẹ cho mình để giúp mình có thể nói những lời ái ngữ, giúp mình nói những lời yêu thương, động viên những người xung quanh. Giúp mình ăn uống, giúp mình chuyện trò. Và bây giờ mình đang cảm nhận thế nào nơi chiếc miệng của mình? Em ý có đang được thư giãn, có đang được mỉm cười nhẹ nhẹ hay không? Thở vào, mình thư giãn chiếc miệng và thư giãn tất cả những cơ xung quanh chiếc miệng của mình. Thả lỏng gương mặt của mình.
Bình thường nhiều khi mình ít cười, mình hay đợi điều gì đó khiến mình vui thì mình mới cười được. Nhưng mà thật ra khi mà bạn cười á thì có thể là chưa hẳn bạn đã thấy vui ở trong lòng. Nhưng mà chỉ cần bạn nở một nụ cười là bạn đã có thể thư giãn bản thân của bạn. Bạn thư giãn những cơ bắp trên người của mình, thư giãn các cơ trên mặt của mình. Để mà từ đó bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Và đôi khi nhờ những cái nụ cười đó mà người khác nhìn vào mình cũng cảm thấy mình là người mà họ có thể dễ gần gũi. Nên là đôi khi không cần phải đợi vui mà mình mới cười, mà chính nhờ nụ cười mà mình lại có niềm vui. Thở vào, mỉm cười nhẹ nhàng. Thở ra, thư giãn và buông lỏng toàn thân. Bạn đưa ý thức cảm nhận vùng cổ của mình, vùng cổ và vùng gáy của mình đang cảm nhận thế nào ở vùng đó. Thường thì đây là vùng mà chất chứa rất là nhiều những căng thẳng. Những căng thẳng trong tâm thức, những căng thẳng do cái cách sinh hoạt. Và nhiều khi vùng này sẽ là vùng mà mình cảm nhận rõ nhất, cảm nhận sớm nhất. Nên là bây giờ mời bạn mình thở cho thật nhẹ nhàng. Mình đưa ý thức cảm nhận vùng cổ và vùng gáy của mình. Nếu có những đau nhức thì mình hãy gửi tới êm ý sự xoa dịu. Mình gửi cho êm ý tình yêu thương, để cho êm ý có thể được làm mới từng mạch máu, từng tế bào.
Mình đưa ý thức cảm nhận tới hai vai. Mình đang cảm thấy thế nào ở đôi vai? Mình thấy khỏe nhẹ hay mình thấy có sự căng mỏi ở đây? Thở vào, mình gửi tới đôi vai của mình tình thương yêu và năng lượng chú tâm. Thở ra, mình thư giãn. Mình để cho đôi vai của mình được nghỉ ngơi. Đôi vai này gồng gánh biết bao nhiêu trách nhiệm. Trách nhiệm trong gia đình, trách nhiệm nơi mà mình làm việc, và nhiều khi đôi vai cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Đôi vai cũng cảm thấy rất cần sự nghỉ ngơi và sự chăm sóc của mình. Bây giờ mình hãy thả xuống đất mẹ tất cả những lo lắng, những căng thẳng, những trách nhiệm mà mình đang mang vác trên đôi vai. Đất mẹ bao dung hiền từ, chấp nhận tất cả mọi thứ mà những đứa con thương yêu của đất mẹ thả xuống. Đất mẹ luôn bình an, vững chãi để đón những đứa con của mẹ, để nâng đỡ những đứa con của mẹ. Và việc của mình bây giờ chỉ là quay về cảm nhận và kết nối, cảm nhận cái sự nâng đỡ của đất mẹ đang dành cho mình. Mình tiếp tục đưa ý thức cảm nhận hai cánh tay. Hai cánh tay của mình đang được nghỉ ngơi, đang được nằm thư giãn ở bên cạnh mình. Thường trong ngày, hai cánh tay của mình luôn luôn tất bật, hết chuyện này đến chuyện kia. Thở vào, mình để cho hai cánh tay của mình được hoàn toàn thư giãn. Thở ra, mình mỉm cười, biết ơn rằng hai cánh tay của mình vẫn đang còn khỏe mạnh, đang còn có thể giúp mình làm chuyện này chuyện kia.
Mình tiếp tục đưa ý thức cảm nhận hai bàn tay và những ngón tay xinh xắn. Nhờ sự khéo léo của hai bàn tay và của những ngón tay mà mình mới có thể gây dựng được sự nghiệp. Sự phối hợp khéo léo của đôi tay giúp mình có thể vẽ, mình có thể viết, mình có thể đánh máy tính hay mình sử dụng điện thoại. Mình có thể nấu những bữa ăn ngon cho bản thân mình và cho những người thương của mình một cách dễ dàng. Mình có thể ôm người thương của mình vào lòng âu yếm. Mình có thể chăm sóc bố mẹ. Và mình có thể chăm sóc được bản thân mình. Thở vào. Mình cảm nhận sự ấm nóng của đôi tay. Mình cảm nhận sự mát mẻ nơi mà đôi tay mình đang được tiếp xúc với không khí. Cảm nhận đôi tay, ý thức rằng mình đang có đôi tay còn khỏe mạnh. Và mình vô cùng biết ơn điều này. Mình tiếp tục đưa ý thức cảm nhận phần lưng và xương sống của mình. Lưng của mình đang được nằm thư giãn ở trên sàn nhà hay là trên giường. Lưng của mình đang được nghỉ ngơi một cách rất thoải mái. Và mình hãy cảm nhận xem lưng của mình có vùng nào đang đau nhức không? Kết hợp với hơi thở vào, hơi thở ra, mình gửi tình yêu thương và sự chăm sóc đến vùng đau nhức. Lưng của mình và xương sống của mình, cho dù nó có chút tổn thương, nhưng mà đã đồng hành với mình, đã nâng đỡ cơ thể của mình suốt nhiều năm trời rồi. Nên là bây giờ cho dù có chút đau nhức thì cũng không sao cả. Mình chỉ cần ý thức điều này và mình học cách chăm sóc. Chẳng hạn như là mình đang nằm buông thư như thế này.
Thở vào, mình cảm nhận lưng và xương sống của mình, từ phần cổ cho tới phần xương cùng. Thở ra, mình buông lỏng những cơ bắp. Mình mỉm cười để cho lưng và xương sống của mình được thư giãn. Mình tiếp tục đưa ý thức cảm nhận hai chân. Nhờ có hai chân mà mình có thể đi lại, mình có thể chạy nhảy, mình có thể chơi thể thao, mình có thể đạp xe đạp, mình có thể bơi lội. Mình có thể tập yoga. Nhờ hai chân đang còn mạnh khỏe mà mình có thể đi bất cứ đâu mà mình mong muốn. Và cho dù bây giờ khi mà mình phải ở nhà vì dịch bệnh, nhưng mà hai chân mình vẫn có thể đi lại được trong không gian của mình. Nhờ có hai chân khỏe mạnh mà cuộc sống của mình dễ dàng hơn rất nhiều. Mình biết có những người vì không may mắn mà sinh ra, hay là do một tai nạn nào đó mà họ không có được đôi chân khỏe mạnh như mình. Vậy nên bây giờ thở vào, mình cảm nhận đôi chân của mình. Thở ra, mình mỉm cười và gửi tới đôi chân của mình năng lượng thương yêu, sự chăm sóc và lòng biết ơn của mình. Mình đưa ý thức cảm nhận bàn chân, cảm nhận các ngón chân xinh xắn. Mình cảm nhận xem phần gót chân của mình đang tiếp xúc với mặt sàn hay là giường. Mình đang cảm nhận thế nào? Khi mà đôi chân của mình đang được nghỉ ngơi, đang được chăm sóc bằng năng lượng chú tâm như thế này, thì mình đang cảm thấy thế nào ở đôi chân? Đôi chân này
đã in dấu tới những vùng đất những nơi mà mình đã đi qua. Đó là con đường từ nhà đến chỗ làm. Đó là con đường nơi mình vẫn đi chợ để mua những đồ đạc cho gia đình mình. Đó là con đường mà mình đến thăm họ hàng hay bạn bè của mình. Đó là con đường mà mình tham gia những khóa chữa lành, những khóa thiền tập. Đó là con đường mà mình đã tham gia để đi tới những nơi cần sự giúp đỡ. Đó là những cung đường xinh đẹp mà mình đã đi du lịch cùng với gia đình, cùng với người thương của mình. Và trên những con đường đó thì có bao nhiêu dấu chân in dấu sự tỉnh thức, sự bình an. Bao nhiêu bước chân in dấu sự vội vã, sự mệt mỏi, sự nặng nề của trách nhiệm. Thở vào, mình cảm nhận bàn chân và các ngón chân. Thở ra, mỉm cười. Điều mà mình có thể làm tốt hơn cho bản thân mình, đó là mình hãy in thật nhiều dấu chân của sự tỉnh thức, của sự bình an, của sự vững vàng, của sự thong dong. Mình làm chủ cuộc đời mình. Và mình in những dấu chân gì xuống đất mẹ cũng là do mình làm chủ. Có phải là cơ thể của mình là một món quà rất nhiệm màu mà mẹ mình, ba mình, ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp dành tặng cho mình hay không? Nhờ có đất, nhờ có không khí, nhờ có mặt trời, nhờ có cây cối, chim muông, mà mới có mình ngày hôm nay. Và bản thân mình có kết nối chặt chẽ trong tất cả những mối tương quan đó. Mình không phải là một cá thể độc lập
mình không thể tồn tại độc lập được. Và vì vậy, mình cũng không hề cô đơn. Bạn còn nhớ về những ngày nằm trong bụng mẹ không? Chúng ta ai cũng từng nằm ở đó khoảng 9 tháng, một khoảng thời gian khá lâu. Tôi tin chắc ai trong chúng ta cũng có cơ hội mỉm cười trong khoảng thời gian ấy. Nhưng ta mỉm cười với ai? Khi ta vui, tự nhiên ta sẽ có xu hướng mỉm cười. Tôi đã thấy nhiều người, nhất là trẻ con, mỉm cười trong giấc ngủ. Sau khi chào đời, ta có những lúc không vừa ý, nên đa số chúng ta đều cảm thấy rằng thời gian trong bụng mẹ là thời gian tuyệt vời. Ta khỏi phải lo lắng về thức ăn, nước uống. Ta được che chở khỏi nóng và lạnh. Ta khỏi làm bài tập ở nhà và công việc bếp núc. Khi được bảo vệ trong bụng mẹ, ta cảm thấy an toàn. Ta khỏi phải lo lắng điều chi. Và điều đó thật là tuyệt vời. Nhiều người có cảm tưởng rằng ngày trước họ từng ở trong một thiên đàng an toàn tuyệt hảo, nhưng nay đã bị lạc mất thiên đàng ấy. Ta nghĩ rằng đâu đó ngoài kia có một nơi chốn xinh tươi, không có gì phải lo lắng và sợ hãi. Nhưng không phải. Và thế là ta ao ước được trở về nơi chốn trong bụng mẹ. Trong tiếng Việt, chữ tử cung có nghĩa là cung điện của hài nhi, thiên đàng nằm trong bụng mẹ. Khi nằm trong bụng mẹ, bạn được mẹ chăm sóc. Mẹ ăn và uống cho bạn. Mẹ thở vào, thở ra cho bạn. Và tôi chắc mẹ cũng nằm mơ cho bạn nữa. Bạn mơ cùng một giấc mơ với mẹ. Khi mẹ mỉm cười, bạn cũng mỉm cười. Và nếu mẹ khóc khi mơ thấy chuyện buồn khổ, thì tôi chắc là bạn sẽ khóc cùng với mẹ. Bạn chia sẻ với mẹ những giấc mơ đẹp và cả những cơn ác mộng, bởi vì bạn và mẹ không phải hai người riêng biệt. Cơ thể bạn được nối liền với mẹ bằng cuống rốn, và mẹ truyền cho bạn qua cuống rốn ấy, nào là thức ăn, thức uống, nào là dưỡng khí, và kể cả tình thương của mẹ. Bạn nằm đấy, bạn chưa chào đời, nhưng đã là đối tượng của tình thương. Hãy nên nhớ rằng bạn đã được mẹ nuôi dưỡng ngay từ khi bạn chưa chào đời. Nếu nhìn sâu, bạn cũng thấy rằng đồng thời bạn cũng nuôi dưỡng mẹ. Vì có con trong lòng mà cơ thể mẹ thay đổi và lớn lên. Có thể mẹ mệt mỏi hơn, kém sức hơn, nhưng đồng thời
mẹ hay mỉm cười hơn và yêu đời nhiều hơn. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy, mẹ đã từng trò chuyện với bạn. Tôi chắc rằng bạn đã nghe mẹ nói chuyện và bạn đã hồi âm. Có lẽ thỉnh thoảng mẹ quên rằng đang có con nằm trong bụng mẹ. Vì vậy, bạn đã đá một cái để nhắc mẹ. Cái đá của bạn là một tiếng chuông chánh niệm. Nếu mẹ có sự thực tập tỉnh thức, thì mẹ sẽ nói: "Con yêu quý, mẹ biết con có đó, và mẹ rất hạnh phúc." Đó là câu thần chú thứ nhất. Nếu mẹ không nói như thế, thì cơ thể của mẹ cũng đáp lại rằng mẹ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để nuôi dưỡng con. Và khi bạn vừa chào đời, sẽ có người cắt cuống rốn của bạn, và bạn ré lên tiếng khóc đầu tiên trong đời. Bây giờ thì bạn phải tự mình hít thở. Bạn phải làm quen với ánh sáng xung quanh. Lần đầu tiên bạn biết đói bụng, bạn đã ở ngoài cơ thể của mẹ, nhưng bạn vẫn còn nằm trong mẹ, vẫn còn tùy thuộc vào mẹ. Chẳng hạn như bạn phải bú vú mẹ. Và mặc dù cuống rốn giữa mẹ con đã bị cắt đứt, bạn vẫn còn liên hệ mật thiết với mẹ một cách cụ thể. Và khi mà mình nhìn sâu thì mình cũng sẽ thấy có những dây rốn nối liền với mình và vạn vật. Bởi vì mặt trời mọc mỗi sáng mai, và nhờ có mặt trời, ta có nhiệt lượng và ánh sáng. Không có nhiệt lượng và ánh sáng thì ta không thể tồn tại. Và cũng sẽ có một dây rốn khác nối liền bạn với những đám mây. Bởi vì nếu không có mây thì sẽ không có mưa, không có nước để uống. Không có mây, bạn cũng sẽ không có sữa, không có trà, không có cà phê, không có kem lạnh, không có gì hết. Và lại có một dây rốn nối liền bạn với dòng sông. Một dây rốn khác nối liền bạn với rừng cây. Nếu bạn cứ tiếp tục thiền định, nhìn sâu, thì bạn sẽ thấy rằng bạn nối liền với mọi vật và mọi người trong vũ trụ. Cuộc đời bạn tùy thuộc vào mọi thứ khác đang có mặt, như những sinh vật, cây cỏ, đất đá, không khí, nước và mọi thứ khác trên trái đất này. Vì thế, chúng ta là con của vạn vật. Chúng ta là sự tiếp nối đẹp đẽ của ông bà tổ tiên, của vạn vật, đất trời.
ngày của con như dòng sông, thường tâm mát cánh đồng để cho bông đúa vàng rụng đàn cỏ trắng thông dòng. Mẹ của con như đại dương, là sông vỗ bên bờ. Nếu như con lỗi lầm, mẹ cười thứ tha bao dung. Mẹ yêu con bao la, núi sông không bằng đâu, nâng giấc nồng ban trưa, lời ru thiết tha đồng đầy. Mẹ của con như ngàn sao, rọi đêm tối não phiền. Vững lên con đừng nản lòng, mẹ hiền sẽ không bao giờ xa. Mẹ yêu con bao la, núi sông không bằng đâu, dù tóc mẹ bạc màu, mẹ nuôi lớn con nên người. Mẹ của con như ngàn sao, rọi đêm tối não phiền. Vững lên con đừng nản lòng, mẹ hiền vẫn luôn bên con. Vững lên con đừng nản lòng, mẹ hiền vẫn luôn bên con. Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở, như mặt trời lên. Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con, để dành cho con đêm đêm mẹ ngồi. Tựa như trái núi lặng dòng tâm trong, lặng dòng tâm trong xa phương giòn buồn. Nụ cười tươi vui ngày mới thanh thản, mẹ vui con vui, mẹ cười con thở, mẹ an lạc bước tươi sáng đời con. Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con tủi, mẹ vương sầu lo u tối đời con. Tình mẹ lan trong từng con thở, mẹ lắng tâm tư tươi mát hồn con.
Mình sống trong nhau chập chùng duyên khởi, an vui của mẹ, gia tài của con. Vườn rau xanh ngắt muôn màu, có đàn gà con nương náu. Mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi một đàn con chắt chiu. Ba mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre, ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, chờ nụ cười con và đồng quả ngon. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà, nắng nhiều thì phơi lúa ra. Bây giờ thì mình đưa ý thức cảm nhận cơ thể của mình, cảm nhận xem là cơ thể của mình đang như thế nào, hơi thở của mình đã nhẹ nhàng sâu lắng hơn chưa. Lòng của mình đã an hơn chưa? Mình có thể từ từ đánh thức cơ thể của mình, vẫn trong trạng thái ý thức từng hoạt động. Mình đưa đầu mình từ bên này sang bên kia. Mình cử động các ngón tay. Mình cử động đôi vai mình. Mình cử động đôi chân của mình. Mình có thể kết hợp hít thở
sâu hơn. Hít một hơi thật sâu và thở ra, cảm thấy khỏe khoắn, nhẹ nhõm. Mình quay người từ bên này rồi sang bên kia. Thì thực tập thiền buông thư các bạn có thể làm nhiều lần trong ngày. Không nhất thiết là mình phải nằm xuống và mình thực tập một thời gian lâu, như là vừa rồi Hằng hướng dẫn mọi người. Mà chỉ cần khi nào mà mình làm việc, mình hoạt động trong ngày, thì cứ một vài tiếng mình dừng lại, mình ý thức hơi thở, mình cảm nhận xem là cơ thể của mình đang cảm thấy thế nào, tâm trí của mình đang suy nghĩ điều gì, nó đang an trú trong hiện tại hay là nó đang chạy lung tung với những dòng suy nghĩ miên man. Thì cứ một vài tiếng như vậy, mình có thể dừng lại, mình đi bộ, mình hít thở. Nếu mà có thể thì mình ngồi xuống, mình thả người vào ghế một cách thoải mái, và mình cũng hít thở và cảm nhận cơ thể. Mình mỉm cười, mình thư giãn. Cơ thể của mình đừng đợi đến khi mà nó có hỏng hóc mình mới bảo trì. Mà bình thường là ngoài đời hay sử dụng là từ trùng tu hay là đại tu đó. Mình đừng đợi như vậy, mà mình hãy định kỳ, mình chăm sóc, mình bảo dưỡng nó, thì chắc chắn là mình sẽ có một cái tâm hồn nó nhẹ nhõm, nó an vui, và một cơ thể dẻo dai. Tại vì cơ thể và tâm trí của mình liên kết chặt chẽ với nhau. Khi mà tâm trí của bạn nó không được ổn thì chắc chắn cơ thể của bạn cũng không thể nào mà khỏe mạnh được, và ngược lại. Chính vì vậy mình học cách buông thư như thế này là một cách rất là tốt để mà mình có thể thường trực, mình quay về, mình chăm sóc bản thân mình. Không đợi đến khi có những đau nhức. Và thực tập buông thư như thế này thì cũng không có khó, bởi vì chúng ta chỉ cần nằm xuống. Nếu mà mọi người trong quá trình buông thư mà mình ngủ quên thì cũng không sao, bởi vì khi mà mình ngủ quên thì chứng tỏ là lúc đó mình đang mệt mỏi. Và giấc ngủ thì cũng rất là cần thiết. Và cái lúc nào đó mà mình có thể trọn vẹn ý thức để mình thực tập buông thư thì sự trị liệu nó sẽ cao hơn. Thì xin mời mọi người mình cùng nhau hít thở, cảm nhận cơ thể của mình, mỉm cười và lắng nghe 3 tiếng chuông. Thì rất cảm ơn mọi người hôm nay đã sắp xếp thời gian để thực tập cùng nhau. Thì xin chúc mọi người một cuối tuần thật là bình an, thật là nhiều niềm vui.